Mua thuốc đến nhà thuốc IDC. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sống khỏe cùng IDC Life được phát sóng hàng ngày vào lúc 20 giờ trên kênh IDC Life. Tôi là Thúy Miền, rất hân hạnh được đồng hành cùng quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, bệnh táo bón là một căn bệnh rất phổ biến trong cuộc sống hiện nay và táo bón gây ra rất nhiều phiền toái cho người mắc phải. Đặc biệt khi đó là trẻ nhỏ thì vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn nhiều bởi trẻ nhỏ rất khó tuân theo liệu trình điều trị của bác sĩ. Vậy thì có cách nào để là giải pháp cho vấn đề này? Và để giải đáp các thắc mắc đó, ngày hôm nay chương trình chúng tôi đã mời đến trường quay chuyên gia Nguyễn Phương My sẽ cùng chúng ta đi tìm câu trả lời cũng như là những cái giải pháp cụ thể cho vấn đề này. Vâng, và xin chào thạc sĩ Nguyễn Phương My, cảm ơn chị đã nhận lời mở đầu chương trình và có mặt ngày hôm nay. Xin chào MC, xin chào quý khán giả của chương trình Sống khỏe cùng Anisila. Vâng, và tuần vừa qua thì có rất nhiều khán giả gửi thư về cho chương trình. Và một trong số đó là câu hỏi của bạn Mai Lan, sống tại Hà Nội, có câu hỏi như sau. Thưa chuyên gia, cháu năm nay 25 tuổi, cao 1m58, nặng 50kg. Cháu làm việc tại Hà Nội với công việc văn phòng. Thì khoảng 4 tháng gần đây, cháu rất ít khi đi ngoài. Cháu đã cố gắng ăn rất nhiều rau xanh và hoa quả, nhưng vẫn rất là khó đi và có khi từ 5 ngày đến 1 tuần mới đi một lần. Và cháu nghe nói người bình thường một ngày phải đi ngoài một lần, nhưng cháu lại không thể đi được, cháu rất lo. Và từ trước đến nay, bụng cháu hay nhạy cảm, thỉnh thoảng hay bị tiêu chảy, nhưng chỉ đi vài lần thì thôi. Thời gian gần đây, cháu không thể đi ngoài được, cháu rất lo không biết mình bị làm sao. Mong chương trình cho cháu lời khuyên và cách chữa trị về ạ. Vâng, xin mời chuyên gia đưa ra lời khuyên cho quý khán giả của chương trình ạ. Đối với tình trạng của bạn Mai Lan, có nghĩa là bạn đã đi làm rồi, đúng không ạ? Và công việc của bạn thì ngồi văn phòng. Văn phòng thì có những công việc đa phần là ngồi một chỗ, chứ không có sự di chuyển nhiều. Đấy, thành ra là cái việc ngồi một chỗ đấy nó sẽ làm cái nhu động ruột của bạn ấy nó sẽ giảm. Nhá. Cũng là một phần để dẫn lên táo bón của bạn ấy. Cũng có thể thời gian vừa rồi công việc của bạn ấy hơi stress một chút, cũng là một nguyên nhân gây ra táo bón của người lớn. Đấy. Hoặc là do bạn ấy trong quá trình mà bạn ấy làm việc ấy, bạn ấy uống quá ít nước, cái mải làm việc quá, thời gian nước bạn uống rất là ít. Có thể là bạn khát lắm, cực kỳ khát, đầu phải uống nước. Thì khi đấy cũng là cái nguyên nhân dẫn đến táo bón là bạn cái thời điểm như thế này. Và những cái vấn đề của bạn, bạn không, gần như bạn không để ý đến. Đến khi táo bón nặng quá rồi, bạn ấy bắt đầu mới thấy rằng là mình cần lo lắng vấn đề này. Có thể rằng trước đấy, có thể là 2 ngày, 3 ngày bạn đi một lần, nhưng phân của bạn bình thường, bạn đi bình thường được. Bạn ấy không chú ý đến. Đấy, hoặc là trong quá trình ăn, chế độ ăn hàng ngày của bạn đi cũng thế. Có thể là bạn đi ăn không đầy đủ bữa này, bỏ bữa này, hoặc là ăn không đầy đủ rau xanh này, không đủ chất xơ trong cái bữa ăn của bạn thì nó không đầy đủ các nhóm chất dinh dưỡng, dẫn đến là một phần nguyên nhân dẫn đến táo bón. Và bạn đi không chú ý đến. Đến khi bạn đi bị nặng quá rồi thì bạn đi bắt đầu phải chú ý ăn rau xanh này, hay là uống thêm nước các thứ, thì lúc đấy có khi nó cũng chẳng không có hiệu quả gì đối với bạn ấy cả. Vâng, vậy ngoài những cái dấu hiệu mà bạn Mai Lan vừa chia sẻ ở trên thì còn những cái dấu hiệu nào nữa để mình có thể biết được là một người lớn đang bị táo bón không ạ? Dẫn lên cái vấn đề táo bón ở người lớn thì thứ nhất đấy là do thiếu nước. Thiếu nước thì cái dấu hiệu đầu tiên mà khi đi vệ sinh nhận nhiệt đó là cái phần nó cứng. Để thiếu nước lâu ngày quá nó cũng dẫn đến vấn đề là cả phần bị cứng. Vấn đề thứ hai là thiếu chất xơ. Thiếu chất xơ thì nó không tạo được cái khuân phân. Đấy. Nếu mà thiếu chất xơ không hòa tan ấy, thì là nó cái chất xơ không hòa tan nó như là một chổi quét rác, nó quét hết tất cả những chất bẩn trong cái đường ruột của mình đi. Đấy, thì là thiếu chất xơ hòa tan thì nó không tạo cái khuân phân, nó không tạo được cái bao bọc đó, dẫn đến rằng là nó cũng không khó dẫn đến cái táo bón. Và cái tình trạng cái táo bón ở người lớn thường nó được ví như một cái xúc xích rất là to,
xong rồi nó khô cứng và sần sì. Đấy là cái nhận biết rất là rõ về cái khoảnh khắc khi bị táo bón. Cái thứ hai vấn đề nữa là liên quan đến công việc. Như bạn may là công việc và văn phòng, có những bạn là công việc có thể là phải đi ra ngoài rất là nhiều, đi lại nhiều, có thể trời nắng nóng này, làm việc thì nước là cũng là một bạn cần chú ý đấy. Hoặc là cái việc bạn văn phòng là ngồi là ít vận động, xong rồi cái nhu động ruột rất là giảm, kiểu công việc đã mệt mỏi rồi, xong về nhà là không tập thể dục, không rèn luyện, không hay đi bộ. Đấy, bây giờ là các bạn trẻ bây giờ thường ít vận động rất là nhiều, thành ra cái nhu động ruột nó không thể nào mà nó hoạt động trơn tru được, cái nhu động ruột nó giảm đi, dẫn đến là nó tống phân, cái việc tống phân ra ngoài nó kém đi đấy, dẫn đến dần táo bón. Và thứ ba, cái việc ngồi nhiều, đặc điểm của văn phòng nó ngồi nhiều thế nên cái cơ tròn của hormone ấy nó kém linh hoạt đấy, cũng dẫn đến cái vấn đề bạn bị táo bón. Vậy khi mà táo bón ở cái mức độ nhẹ, nghĩa là mức độ ban đầu và mới chớm thôi, thì mình có những cái giải pháp nào tại nhà có thể khắc phục được, thưa chuyên gia? Từ cái nguyên nhân và cái dấu hiệu mà mình đã vừa phân tích ở trên rồi ấy, thì bây giờ cái giải pháp đơn giản nhất, hữu hiệu nhất, thứ nhất đó là phải uống đủ nước, đủ cái lượng nước hàng ngày, nghĩa là khoảng ở người lớn trung bình mỗi ngày khoảng độ 2 lít nước, tùy công việc nặng hay nhẹ, ra nhiều mồ hôi hay không, nhưng trung bình là ở mức đấy. Những người làm công việc nặng nhọc hơn, mất nhiều nước hơn thì có thể phải uống đến 2 lít rưỡi đến 3 lít nước một ngày. Đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai là cái chất lượng bữa ăn phải đảm bảo. Bạn ăn gì thì ăn. Không, nhưng vấn đề trong cái bữa ăn của bạn ấy phải đầy đủ với còn nhiều rất là nhiều rau xanh. Có những bạn là rất lười ăn rau, kể cả người lớn thực kỳ lười ăn rau, không muốn ăn rau. Đấy. Trái cây cũng ăn rất là ít. Thường nhất là các bạn sinh viên ấy. Sinh viên thì bao giờ ăn uống cũng sẽ tiết kiệm hơn. Thế nhưng thực ra là các bạn ý có rất nhiều trái cây mà không đắt tiền mà cũng giúp cái việc đượm tràng hơn. Ví dụ như trong quá trình mà ăn uống bình thường nhé, mà táo bón chưa bắt đầu có hiện tượng là 2 đến 3 ngày mình chưa đi vệ sinh, thì mình có thể ăn một khoai lang đấy, hoặc là bơ thì phải đắt hơn một chút, hoặc là chuối. Đấy là một số cái loại quả mà rất là rẻ thôi, không có gì là đắt cả, đúng chưa? Các bạn có thể sử dụng được. Đối với bữa ăn hàng ngày là như vậy này, có thể là rau xanh mà phải ăn thực tích cực lên, các loại rau như là súp lơ, rau muống, rau khoai lang, rau mùng tơi, đấy là các loại rau giúp nhuận tràng. Có những cái dấu hiệu mà khoảng độ 2-3 ngày chưa đi vệ sinh ấy, đấy, thì là mình sẽ ăn uống hàng ngày của đồ như vậy, tăng cường lượng nước lên, tăng cường vận động lên. Có thể là buổi tối trước khi đi ngủ mình tập cái gập bụng ấy. Gập bụng thực ra là nó có hẳn thêm một cái tác dụng nữa, đó là săn chắc cái cơ vùng bụng, như thế cũng đỡ bị béo bụng hơn so với các bình thường khác. Đẹp đấy, đúng rồi, đấy. Nhưng có rất nhiều tác dụng như vậy và làm cho cơ của mình chắc khỏe hơn, sức khỏe của mình sẽ tốt hơn. Và cái nhu động ruột, đặc biệt cái nhu động ruột nó sẽ ổn hơn, ổn định hơn, nó điều khiển trơn tru hơn, thì khi đấy nó đỡ được một phần táo bón của bạn. Vâng, và khi bệnh ở mức độ nặng hơn, như bạn Mai Lan vừa chia sẻ là từ 5 ngày đến 1 tuần mới đi ngoài được một lần, thì mình cần sự can thiệp của y khoa đúng không ạ? Để giảm tình trạng đau đớn cũng như là khó chịu cho người bệnh, thì mình có những cái biện pháp y khoa nào có thể can thiệp và thời gian điều trị là như thế nào, thưa chuyên gia? Đối với những trường hợp táo bón rất là nặng, có nghĩa là từ 5 đến 7 ngày đi một lần, và thậm chí việc đi rất là khó khăn, rất là đau, rất là rát, và thậm chí là có thể là chảy máu. Đấy, tại vì là phân phân rất là cứng và có thể là còn tận khi không thể đi được. Đấy, có những người sẽ dùng là phương pháp thì là thụt mới đi được. Nhưng mà nếu mà sử dụng thụt nhiều quá, nó dẫn đến cái tình trạng là bạn sẽ phụ thuộc vào cái việc thụt đấy mới đi được. Tại vì sao? Khi thụt nhiều quá, cái cơ tròn hormone nó không hoạt động được hiệu quả nữa, nó phụ thuộc vào cái việc tác động bên ngoài nhiều hơn, thành ra là cái đấy mình không khuyến khích nhiều lắm. Tại vì khi mà dùng phương pháp thụt thì phải có cả chỉ định của chuyên gia, bác sĩ đấy, có thể hỏi ý kiến chuyên gia xem là bây giờ con thử dùng thụt có được không,
cái mức độ như thế này có ổn chưa đấy. Hoặc là đối với những trường hợp mà táo bón nặng có thể sử dụng thuốc nhuận tràng. Thế nhưng mà thuốc nhuận tràng thì không nên tùy từ sử dụng, bởi sao? Vì là nó có những cái tác dụng phụ nhất định. Thuốc nhuận tràng thì chia đơn giản, nó sẽ chia làm hai loại. Một loại là nó sẽ bổ sung thêm nước vào cho cái khuôn phân nó mềm ra, gần dạng của nó chút sổ ấy, có thể dẫn đến cái mặc nhiều mình dùng không đúng cách ấy, cũng có thể dẫn đến tình trạng là đi tiêu chảy kéo dài đấy. Còn cái đối với thuốc nhuận tràng thứ hai thì nó vấn đề là tạo cái nhu động ruột, nên là tác động đến cái nhu động và khuôn phân ra ngoài. Thì cũng có một vài trường hợp cần phải lưu ý là sử dụng cái loại nhuận tràng nào phù hợp. Thì đấy, thì là nên khi mà táo bón rất là nặng rồi và đấy trường hợp cấp bách, cấp gần như thế này, cấp cứu người về táo bón. Còn sau đấy mình sẽ phải điều chỉnh về chế độ ăn đấy, và làm sao mà để điều chỉnh về chế độ ăn để dần dần khắc phục cái tình trạng táo bón và không bị tái trở lại nữa. Và cảm ơn chuyên gia Nguyễn Phương Huy với những cái chia sẻ cũng như là những cái lời khuyên cho khán giả rất hữu ích vừa rồi. Vâng, và hy vọng qua những cái chia sẻ chuyên môn rất là hữu ích của thạc sĩ Nguyễn Phương My vừa rồi thì quý khán giả đã tự đúc rút ra cho mình những cái kinh nghiệm quý báu để có thể đề phòng cũng như là chữa trị căn bệnh táo bón một cách hiệu quả nhất. Và để được tư vấn kỹ hơn về từng trường hợp bệnh cụ thể, quý vị hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0826 212 102, hoặc gửi thư về chương trình qua địa chỉ email tư vấn bác sĩ 115@gmail.com. Và thời lượng của chương trình Sống Khỏe cùng IDC Live của chúng tôi đến đây là hết. Và một lần nữa xin cảm ơn chuyên gia Nguyễn Phương My đã đến tham dự cùng chương trình và có những chia sẻ chuyên môn rất hữu ích vừa rồi. Xin cảm ơn MC. Xin chào quý khán giả và hẹn gặp lại vào chương trình lần sau. Vâng, và nếu quý vị yêu thích chương trình của chúng tôi và không muốn bỏ lỡ bất kỳ một thông tin sức khỏe hữu ích nào, hãy nhấn đăng ký và nhận thông báo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Mua thuốc đến nhà thuốc IDC.